Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cập nhật từ 18 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2022 đến 18 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2022. Tây Ninh ghi nhận 12 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 5 ca với ngày 7 tháng 5. Phân theo yếu tố dịch tễ, sàng lọc 12 ca. Phân theo nơi cư trú, thị xã Trảng Bàng 3 ca, trong đó An Hòa 1 ca, Gia Lộc 1 ca, Hữu Lộc Hưng 1 ca, Thị thị xã Hòa Thành 3 ca, trong đó Long Thành Bắc 2 ca, Trường Hòa 1 ca, huyện Châu Thành 2 ca ở An Cơ, huyện Tân Biên 2 ca ở Thành Tây, huyện Tân Châu 2 ca ở thị trấn Tân Châu. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 150.910 ca, đang điều trị 286 ca đã điều trị khỏi, xuất viện 149.753 ca, trong đó ngày 8 tháng 5 là 34 ca, tử vong 871 ca, trong đó ngày 8 tháng 5 là 1 ca. Quý vị hãy quét mã QR gốc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https://ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.